Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay tôi đang có mặt tại đại lộ Lê Lợi, trung tâm thành phố Thanh Hóa, đường dẫn về công viên Hội An. Và lúc này thì những người dân họ đang di chuyển đến công viên Hội An rất là đông quý vị và các bạn. Thì để hưởng ứng tuần lễ du lịch văn hóa giữa Thanh Hóa, Hội An thì ở đây công viên Hội An được tổ chức long trọng với những hình ảnh cũng như là không gian và cảnh vật cũng như là các dấu ấn lịch sử được xây dựng như cái mô hình của Hội An thu nhỏ và thành phố Thanh Hóa được xây dựng trong khuôn viên. Cảnh người dân hiện tại thì rất là đông cho nên là đường đang bị ùn tắc. Cảnh thành phố Thanh Hóa về đêm rất là lung linh. Và rực rỡ sắc màu của đèn hoa. Và bây giờ tôi đã có mặt trong công viên và đây là con đường, những chiếc đèn lồng được trang trí mang khung cảnh của Hội An. Và các bạn, người dân rất là đông bởi vì trong tuần lễ du lịch này thì có rất nhiều khách thập phương cũng như là người dân Thanh Hóa đã đến đây để tham quan cũng như là cảm nhận được cái không gian của mang hương sắc của du lịch Hội An và du lịch xứ Thanh. Thì lịch sử ra đời công viên Hội An vào năm 1960 sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến thì đã các tỉnh thành miền Bắc và miền Nam kết nghĩa với nhau, thì trong đấy có tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Quảng Nam, thì thị xã Hội An và thị xã Thanh Hóa đã kết nghĩa tình cảm keo sơn gắn bó, mang một tình cảm rất là đặc sắc và đặc biệt giữa hai vùng miền, cho nên mới sinh ra cái công viên Hội An là như vậy. Đây là cái mô hình thu nhỏ của phố cổ Hội An quý vị và các bạn. Người dân rất là đông. Trong cái không khí như thế này thì đấy là một cái mang tính chất rất là hữu ích về lịch sử cũng như sự phát triển của từng vùng miền ở quê hương Việt Nam nói chung và Thanh Hóa, Hội An nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, đây là những màn biểu diễn nghệ thuật của các nhóm nhảy được chuẩn bị trình bày. Thì trong cái vấn đề này tôi không dám đưa nhạc nguyên bản của cái nhóm nhảy này vào đây. Thứ nhất là nó liên quan đến cái bản quyền của YouTube, cho nên tôi chỉ quay hình ảnh thôi, còn âm thanh thì bắt buộc phải tắt đi, bởi vì nếu không đưa vào đây thì nó sẽ liên quan đến vấn đề bản quyền trên YouTube, âm nhạc trên YouTube. Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, đây là một phiên bản chùa cầu thu nhỏ, chùa cầu Hội An, tức là di sản văn hóa thế giới mà là linh hồn, là biểu tượng của thành phố cổ nổi tiếng về du lịch, được đặt tại đây là món quà tinh nghĩa, chỉ đưa văn hóa Hội An đến giữa lòng thành phố Thanh Hóa, đồng thời gửi gắm hàm ý cầu đón khách phương xa như tên gọi là cầu Lai Việt. Và tôi xin được tạm dừng video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có niềm vui và hạnh phúc, cũng như là gặp nhiều may mắn. Một buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn và xin tạm biệt quý vị và các bạn.